Trước khi bạn cất tiếng khóc chào đời Trước khi đôi mắt bạn hé mở để đón nhận ánh sáng trần thế Linh hồn bạn đã ký một bản giao ước thiên liêng Một bản hợp đồng linh hồn định hình nên số phận và sứ mệnh của bạn Bản giao ước này không phải là một tờ giấy trắng mực đen Mà là một chuỗi những bài học Những trải nghiệm được khắc sâu vào tâm khảm của bạn Thời khắc bạn sinh ra Nơi chốn bạn sinh ra Gia đình bạn sinh ra Tất cả đều không phải là ngẫu nhiên chúng là những mảnh ghép được sắp đặt tỉ mỉ để bạn có thể hoàn thành bản hợp đồng linh hồn của mình có những người bước vào cuộc đời bạn mang theo những vết thương từ quá khứ để cùng bạn hàn gắn và chữa lành có những sự kiện xảy đến tưởng chừng như bão tố cuộc đời nhưng lại là những cơ hội để bạn vươn lên trưởng thành và tiến hóa tâm linh ngay cả cái chết cũng là một phần của bản giao ước không phải là một dấu chấm hết mà là một khoảnh khắc bạn nhận ra mình đã hoàn thành sứ mệnh và sẵn sàng trở về với cội nguồn tâm linh có thể bạn sẽ tự hỏi liệu chúng ta có tự chọn đau khổ không theo những triết lý về luân hồi linh hồn chúng ta không ngừng tiến hóa vượt qua những giới hạn của nhận thức con người những thử thách những mối quan hệ phức tạp những khoảnh khắc bạn cảm thấy lạc lối hay nghi ngờ tất cả đều là một phần của hành trình tiến hóa tâm linh chúng là những câu hỏi không lời đáp những thôi thúc mãnh liệt dẫn bạn đến một tiếng gọi cao cả hơn bây giờ hãy cùng nhau khám phá bảy bản hợp đồng linh hồn mà bạn đã đồng ý với bản thể cao hơn của mình đây là những thỏa thuận vượt thời gian và không gian được vũ trụ sắp đặt để bạn học hỏi và trưởng thành chúng không chỉ là những bài học khô khan mà còn là những mối quan hệ những trải nghiệm và những thử thách đầy màu sắc mỗi bản hợp đồng là một chương trong câu chuyện cuộc đời bạn hé lộ lý do tại sao bạn lại là một người được chọn một người mang trong mình sứ mệnh thiên liêng. Hợp đồng linh hồn đầu tiên mà bạn đã thực hiện với bản thể cao hơn của mình là về các mối quan hệ. Hợp đồng này ảnh hưởng đến những người đến với cuộc đời bạn và các kiểu quan hệ mà bạn hình thành. Là một người được chọn, bạn có nhận thấy rằng mình luôn thu hút những kiểu người nhất định hoặc bạn phải đối mặt với những thử thách tương tự trong các mối quan hệ khác nhau không? điều này là do hợp đồng linh hồn của bạn xác định những cuộc gặp gỡ và tình huống này vì sự phát triển và học hỏi của bạn ví dụ có lẽ bạn luôn thu hút những người thách thức sự kiên nhẫn của bạn hoặc thử thách sự tự tin của bạn đây không phải là sự trùng hợp nó là một phần của hợp đồng linh hồn của bạn những mối quan hệ này được thiết kế để giúp bạn phát triển các phẩm chất như kiên nhẫn tha thứ và tự tin hiểu được hợp đồng này có thể mang tính biến đổi thay vì coi những thử thách này là trở ngại bạn bắt đầu coi chúng là cơ hội để phát triển cá nhân và tinh thần là một người được chọn các mối quan hệ bạn hình thành đặc biệt có ý nghĩa bạn có thể nhận thấy rằng các kết nối của bạn rất sâu sắc và thường có mục đích lớn hơn có lẽ bạn gặp những người có chung sứ mệnh với bạn hoặc những người giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò của mình với tư cách là một người được chọn những mối quan hệ này không chỉ để hỗ trợ lẫn nhau mà còn thúc đẩy sứ mệnh thiêng liêng của bạn bằng cách nhận ra các khuôn mẫu trong các mối quan hệ của mình bạn có thể bắt đầu làm việc một cách có ý thức để phá vỡ các chu kỳ tiêu cực và xây dựng các kết nối lành mạnh hơn viên mãn hơn ví dụ nếu bạn nhận ra rằng mình có xu hướng thu hút những đối tác không tôn trọng ranh giới của bạn bạn có thể sử dụng hiểu biết này để thiết lập và giao tiếp ranh giới của mình hiệu quả hơn trong tương lai hợp đồng này có thể giúp bạn hiểu tại sao một số mối quan hệ lại có ý nghĩa và tác động đến vậy những người bạn dường như luôn ở bên cạnh bạn hoặc người bạn đời đã thay đổi cuộc đời bạn là một phần trong hợp đồng linh hồn của bạn để hỗ trợ và phát triển lẫn nhau bằng cách hiểu hợp đồng linh hồn của bạn về các mối quan hệ bạn có được sự rõ ràng và sức mạnh để thay đổi các tương tác cá nhân của mình điều này không chỉ cải thiện các mối quan hệ hiện tại của bạn mà còn tạo tiền đề cho những cuộc gặp gỡ lành mạnh và hài hòa hơn trong tương lai là một người được chọn những mối quan hệ này không chỉ làm phong phú thêm cuộc sống của bạn mà còn củng cố khả năng hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của bạn bằng tình yêu thương và trí tuệ hợp đồng linh hồn thứ hai mà bạn đã đồng ý là hợp đồng chịu đựng qua những khó khăn khác nhau thỏa thuận này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối mặt và vượt qua những thử thách của cuộc sống như một phần thiết yếu trong sự phát triển tâm linh và cá nhân của bạn là một người được chọn bạn đã đồng ý trải qua những thử thách nhất định vì biết rằng những trải nghiệm này sẽ củng cố tinh thần của bạn và chuẩn bị cho bạn hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của mình hợp đồng này có nghĩa là bạn sẽ không chỉ đối mặt với khó khăn mà những khó khăn này còn là cơ hội để phát triển khả năng phục hồi lòng dũng cảm và trí tuệ mọi trở ngại bạn gặp phải đều là cơ hội để học hỏi và phát triển ví dụ đối mặt với những khó khăn về tài chính có thể dạy bạn phải thận trọng và sáng tạo hơn trong khi đối phó với những mối quan hệ khó khăn có thể giúp bạn phát triển lòng trắc ẩn và sự cảm thông các biểu hiện của hợp đồng này có thể nhìn thấy trong những thời điểm khủng hoảng và những giai đoạn khó khăn khi bạn đối mặt với khó khăn lớn chẳng hạn như mất việc làm hoặc bệnh nặng đó có vẻ như là khoảnh khắc yếu đuối tuy nhiên đó là minh chứng cho sức mạnh bên trong và khả năng vượt qua của bạn những khoảnh khắc này nhắc nhở bạn rằng bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ và mỗi thử thách bạn vượt qua đều làm tăng khả năng đối mặt với thử thách tiếp theo ngoài ra nhận thức về hợp đồng này có thể nảy sinh trong những khoảnh khắc suy ngẫm khi bạn nhìn lại và thấy mình đã vượt qua bao nhiêu bạn nhận ra rằng bất chấp những thử thách bạn vẫn xoay sở để tiến lên và trưởng thành sự công nhận này rất mạnh mẽ vì nó củng cố sự tự tin của bạn vào khả năng đối phó với những trở ngại trong tương lai và khẳng định lại cam kết của bạn với hành trình tâm linh của mình bằng cách chấp nhận hợp đồng chịu đựng qua khó khăn bạn nhận ra rằng mỗi thử thách là một phần quan trọng trong con đường tâm linh của bạn nhận thức này cho phép bạn nhìn thấy những khó khăn không phải là hình phạt mà là cơ hội để trưởng thành bạn hiểu rằng mỗi thử thách vượt qua không chỉ củng cố tâm hồn của chính bạn mà còn truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh cho những người xung quanh hãy thừa nhận và tôn vinh hợp đồng linh hồn thứ hai này vì nó là nền tảng cho sự phát triển tâm linh của bạn và việc hoàn thành sứ mệnh của bạn với tư cách là một người được chọn đây là con đường bạn đã chọn một con đường trải đầy thử thách nhưng hướng đến sự vĩ đại hợp đồng linh hồn thứ ba mà bạn đã đồng ý là hợp đồng thức tỉnh tâm linh hợp đồng này là một cam kết cơ bản của linh hồn bạn để đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất thật và mục đích tâm linh của bạn là một người được chọn bạn đã chấp nhận thỏa thuận này vì biết rằng bằng cách thức tỉnh bản chất tâm linh của mình bạn sẽ không chỉ phát triển cá nhân mà còn giúp nâng cao ý thức tập thể hợp đồng này có nghĩa là trong suốt cuộc đời bạn sẽ gặp phải những trải nghiệm con người và tình huống dẫn bạn đến sự thức tỉnh tâm linh điều này có thể bao gồm những khoảnh khắc tử vấn sâu sắc những cuộc gặp gỡ với các bậc thầy tâm linh hoặc những sự kiện biến đổi sẽ buộc bạn phải đặt câu hỏi về niềm tin của mình và mở mang đầu óc trước những quan điểm mới. Những trải nghiệm này được thiết kế để phá bỏ các khuôn mẫu cũ và đánh thức một ý thức mới trong bạn. Hãy xem xét ví dụ trong Kinh Thánh về sự biến đổi của Sao Lơ thành Phao Lô trên đường đến Đa Mách. Một ánh sáng chó lòa không chỉ làm thay đổi thị lực của ông mà còn thay đổi hoàn toàn quan điểm tâm linh của ông khoảnh khắc quan trọng này đã chuyển hướng mục đích cuộc đời của ông từ sự ngược đãi sang truyền bá chính những niềm tin mà ông từng cố gắng phá hủy tương tự như vậy sự thức tỉnh tâm linh của bạn có thể không diễn ra tức thì nhưng cũng kịch tính và mang tính biến đổi không kém trong tác động của nó đối với cuộc đời bạn hợp đồng này có thể biểu hiện thông qua những khoảnh khắc khủng hoảng sâu sắc hoặc niềm vui tột cùng vượt qua mọi ồn ào của cuộc sống hàng ngày giúp bạn hiểu rõ hơn và cộng hưởng hơn về hành trình tâm linh của mình đó có thể là trải nghiệm cận kề cái chết, sự ra đời của một đứa trẻ hoặc một cuộc gặp gỡ dường như ngẫu nhiên nhưng lại có tác động sâu sắc và bắt đầu một loạt thay đổi trong nhận thức của bạn. Hợp đồng linh hồn thứ tư mà bạn đã đồng ý là hợp đồng phục vụ. Hợp đồng này nhấn mạnh sự cống hiến của bạn trong việc sử dụng những món quà và tài năng của mình để mang lại lợi ích cho người khác và đóng góp cho lợi ích chung. Là một người được chọn, bạn đã chấp nhận cam kết này vì biết rằng vai trò của bạn là hướng dẫn truyền cảm hứng và hỗ trợ những người xung quanh hợp đồng này có nghĩa là bạn không chỉ ở đây vì sự tiến hóa của riêng mình mà còn để giúp nâng cao và thay đổi cuộc sống của người khác điều này có thể biểu hiện theo nhiều cách từ những hành động tử tế và lòng trắc ẩn đơn giản trong cuộc sống hàng ngày đến sự cống hiến cho những mục đích lớn hơn nhằm thúc đẩy công lý hòa bình và hòa hợp bạn có thể cảm thấy một xu hướng mạnh mẽ muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn bảo vệ quyền lợi của những người kém may mắn hoặc làm việc vì sự bảo tồn môi trường các biểu hiện của hợp đồng này có thể nhìn thấy trong các cơ hội phục vụ nảy sinh trong cuộc sống của bạn ví dụ bạn có thể bị thu hút bởi một nghề nghiệp giúp đỡ người khác như y học giảng dạy hoặc công tác xã hội hoặc có lẽ bạn tham gia vào các hoạt động tình nguyện tham gia các dự án cộng đồng hoặc bảo vệ các vấn đề xã hội đây là những phản ánh trực tiếp về hợp đồng phục vụ người khác của linh hồn bạn. Cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô là một ví dụ hoàn hảo về một hợp đồng linh hồn dành riêng cho sự phục vụ. Hành trình của Ngài được đánh dấu bởi lòng vị tha và cam kết không ngừng giúp đỡ những người đau khổ và nâng đỡ những người bị áp bức. Từ việc chữa lành người bệnh và cho người đói ăn đến việc dạy các nguyên tắc yêu thương và tha thứ, mọi hành động của Ngài đều là để phục vụ người khác, thiết lập một tiêu chuẩn cho tất cả những ai đi theo con đường phục vụ ví dụ trong kinh thánh này cho thấy chiều sâu và bề rộng của ý nghĩa sống theo một hợp đồng như vậy đó là sự đầu hàng hoàn toàn trước nhu cầu của người khác thường phải trả giá bằng cái giá cá nhân rất lớn trong cuộc sống của bạn điều này có thể biểu hiện dưới dạng lời kêu gọi đối đầu với những bất công xã hội bảo vệ những người không có tiếng nói hoặc tạo ra giải pháp cho các vấn đề cộng đồng nó cũng có thể xuất hiện dưới những hình thức đơn giản hơn cá nhân hơn chẳng hạn như cố vấn cho một người trẻ đang chật vật tìm đường hoặc dành thời gian của họ cho những mục đích có lợi cho xã hội. Hợp đồng linh hồn thứ năm mà bạn đã đồng ý là hợp đồng chữa lành. Hợp đồng này liên quan đến trách nhiệm chữa lành những vết thương trong quá khứ và giải phóng các khoản nợ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho cả bạn và những người kết nối với con đường tâm linh của bạn nó đòi hỏi sự can đảm và lòng trắc ẩn để xem xét lại và chuyển hóa những nỗi đau cũ thành bài học để trưởng thành cuộc sống của bạn được sắp xếp để mang đến những tình huống mở ra những vết thương cũ tạo cơ hội chữa lành sâu ví dụ bạn có thể nhiều lần gặp phải cùng một loại vấn đề trong các mối quan hệ của mình cho đến khi bạn nhận thấy mô hình đó và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn có lẽ bạn phải đối mặt với sự phản bội hoặc bị bỏ rơi nhiều lần và bằng cách cuối cùng đối mặt và giải quyết những vấn đề này bạn sẽ học được về sự tin tưởng và sức mạnh nội tâm hoặc bạn có thể bị buộc phải đối phó với mất mát hoặc thất bại không phải như một hình phạt mà là để học về sự buông bỏ và chấp nhận những cuộc gặp gỡ này không phải do ngẫu nhiên chúng là dấu hiệu cho thấy sự chữa lành thực sự là cần thiết cho sự phát triển của bạn hợp đồng này đưa bạn vào những tình huống với những người và địa điểm giúp ích cho quá trình chữa lành này cho dù thông qua các mối quan hệ khó khăn những lựa chọn phức tạp hay những thay đổi bất ngờ mỗi tình huống này đều mang đến cơ hội phục hồi sâu sắc về mặt tinh thần và tình cảm. Hợp đồng sắp xếp bạn với những người và tình huống xuất tác quá trình chữa bệnh, mang đến tiềm năng phục hồi về mặt tình cảm và tinh thần. Nỗi đau được xem xét lại trở thành con đường chữa lành và sự tha thứ nhân lên, trở lại với bạn. Hợp đồng linh hồn thứ sáu mà bạn đã đồng ý là hợp đồng tích hợp trí tuệ. Hợp đồng này liên quan đến cam kết thu thập và áp dụng kiến thức mà bạn đã tích lũy trong suốt kiếp trước và kiếp này của mình. Là một người được chọn, bạn đã chấp nhận hợp đồng này vì biết rằng nhiệm vụ của bạn không chỉ là học hỏi mà còn tích hợp trí tuệ này vào cuộc sống hàng ngày và chia sẻ nó với người khác. Một ví dụ hoàn hảo trong kinh thánh để minh họa cho hợp đồng này là cuộc đời của vua Solomon. Nổi tiếng với trí tuệ vô song, Solomon đã cầu xin chú bang cho không phải sự giàu có hay quyền lực mà là trí tuệ để cai trị dân của mình một cách công bằng khả năng phân biệt và phán xét khôn ngoan của ông không chỉ mang lại sự thịnh vượng và hòa bình cho vương quốc của ông mà còn để lại một di sản về sự hiểu biết và công lý vẫn được tôn kính cho đến ngày nay giống như Solomon bạn sẽ gặp phải những tình huống đòi hỏi bạn phải sử dụng trí tuệ tích lũy của mình điều này có thể bao gồm những quyết định khó khăn những khoảnh khắc hướng dẫn cho người khác hoặc nhu cầu giải quyết những xung đột phức tạp, vai trò của bạn là sử dụng kiến thức và bài học bạn đã học để điều hướng những tình huống này một cách hiệu quả và giúp hướng dẫn những người xung quanh bạn. Các biểu hiện của hợp đồng này có thể nhìn thấy trong những khoảnh khắc khi bạn áp dụng hiểu biết sâu sắc của mình để giải quyết vấn đề hoặc đưa ra lời khuyên. Ví dụ bạn có thể thấy mình đang giúp bạn bè hoặc các thành viên trong gia đình vượt qua những thử thách bằng cách sử dụng những hiểu biết dường như đến từ một nguồn trí tuệ bên trong hoặc bạn có thể tìm ra những giải pháp sáng tạo cho những vấn đề mà người khác cảm thấy khó giải quyết thể hiện khả năng tích hợp kiến thức và kinh nghiệm một cách thiết thực ngoài ra nhận thức về hợp đồng này có thể nảy sinh trong những khoảnh khắc suy ngẫm khi bạn nhận ra rằng mình đang sử dụng những bài học từ kiếp trước để đối mặt với những thử thách hiện tại những khoảnh khắc này củng cố vai trò của bạn như một người mang trí tuệ và củng cố cam kết của bạn đối với sứ mệnh tích hợp và chia sẻ kiến thức. Hợp đồng linh hồn thứ bảy mà bạn đã đồng ý là hợp đồng tương tác từ bi. Thỏa thuận thiên liêng này được tạo ra để phát triển cảm giác từ bi và đồng cảm sâu sắc trong bạn, đặc biệt là trong sự phức tạp của các mối quan hệ giữa con người với nhau nó mời bạn không chỉ cùng tồn tại với người khác mà còn thực sự tương tác với họ theo những cách mở rộng trái tim và tâm hồn của bạn hợp đồng này liên quan đến những cuộc gặp gỡ với những cá nhân sẽ thách thức định kiến của bạn và kiểm tra khả năng yêu thương vô điều kiện của bạn những cá nhân này thường xuất hiện dưới dạng đối thủ hoặc những người dễ bị bỏ qua những người bị gạt ra ngoài lề những người khó khăn những người khác biệt sâu sắc mọi mối quan hệ mọi tương tác đều được thiết kế để vượt qua ranh giới của lòng trắc ẩn của bạn dạy bạn yêu thương sâu sắc hơn ví dụ bạn có thể nhiều lần gặp một người có quan điểm trái ngược hoàn toàn với quan điểm của bạn người này không chỉ là một sự khó chịu mà còn là một người thầy của sự khoan dung thông qua các cuộc tranh luận sôi nổi và đối thoại đầy thử thách bạn học cách lắng nghe sâu sắc không phải để phản bác hay tranh luận mà là để hiểu và đánh giá cao quan điểm của họ Điều này không có nghĩa là từ bỏ niềm tin của bạn mà là mở rộng khả năng yêu thương người khác bất chấp những khác biệt sâu sắc. Ngoài ra, bạn có thể gặp một người cần được chăm sóc và hỗ trợ nhiều hơn, có lẽ là một đồng nghiệp gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc một người hàng xóm đang đối phó với mất mát. Những cuộc gặp gỡ này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chúng là những cuộc hẹn thiên liêng, những khoảnh khắc bạn được kêu gọi để thể hiện lòng tốt và sự hỗ trợ, trở thành ngọn hải đăng của lòng trắc ẩn trong cơn bão của người khác hơn nữa hợp đồng này thường đưa bạn vào những tình huống mà bạn phải tha thứ cho những người đã làm sai với bạn đây có lẽ là khía cạnh khó khăn nhất của sự tương tác từ bi vì nó kiểm tra khả năng tách biệt mọi người khỏi hành động của họ và thể hiện sự khoan dung thay vì bám vào nỗi đau thông qua quá trình này khả năng từ bi của bạn sẽ phát triển biến bạn thành một tác nhân chữa lành và bình yên hãy đón nhận hợp đồng tương tác từ bi này bằng vòng tay và trái tim rộng mở hiểu rằng mỗi người bạn gặp mỗi thử thách bạn phải đối mặt đều là cơ hội để thực hành sự đồng cảm và thể hiện tình yêu thuần khiết nhất hành trình này không chỉ là thay đổi cách bạn tương tác với người khác đó là về việc thay đổi cách bạn nhìn và cảm nhận về họ một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bạn đang đi đúng hướng là sự xuất hiện của sự đồng bộ hoặc những sự trùng hợp kỳ lạ một thông điệp rõ ràng khác là tìm đúng người vào đúng thời điểm người đó mang đến cho bạn chính xác thông tin bạn cần và người mà hầu hết thời gian bạn thậm chí không bao giờ gặp lại điều đáng nhớ là cuộc sống có rất nhiều sự lựa chọn và chúng ta có ý chí tự do những lựa chọn này được coi là may mắn của chúng ta tất cả các linh hồn trên trái đất đều đang ở những giai đoạn khác nhau trong quá trình tiến hóa của họ về bản chất hợp đồng linh hồn của bạn là thỏa thuận mà bạn đã thực hiện với chính mình bạn có thể phá vỡ hợp đồng linh hồn của mình và đây là những lúc mà sự lựa chọn của bạn không phải lúc nào cũng trôi chảy với số phận của bạn khi điều này xảy ra bạn có thể gặp phải sự nhầm lẫn tiêu cực hoặc bệnh tật nhưng những thử thách này đôi khi là cần thiết để giúp bạn điều chỉnh lại và trở lại dòng chảy để hoàn thành hiệp ước của mình hãy coi hợp đồng linh hồn của bạn như ngọn núi mà bạn được định sẵn để leo lên bạn có thể chọn cách lên đỉnh bạn có thể chọn con đường bạn muốn leo mỗi lựa chọn này đều dẫn đến một trải nghiệm khác nhau nhưng đích đến sẽ luôn giống nhau đó không phải là một cuộc đua để xem bạn có thể lên đỉnh nhanh như thế nào cũng không phải là cố gắng leo lên ngọn núi của người khác thử thách nằm ở việc trung thực với chính mình và leo lên ngọn núi của bạn một cách hào hứng với hành trình mà bạn đã thiết kế trước khi đến hãy nhớ rằng mỗi hợp đồng linh hồn đều nhằm mục đích dạy và thưởng cho bạn một số bài học có thể không dễ dàng nhưng chúng rất đáng giá bằng cách tôn trọng các hợp đồng của mình và đi theo hành trình của mình với lòng dũng cảm và từ bi bạn không chỉ phát triển về mặt tâm linh mà còn soi đường cho những người được chọn khác bản hợp đồng linh hồn không chỉ là một khái niệm trừu tượng mà là một bản thiết kế chi tiết cho hành trình cuộc đời của bạn nó chứa đựng những thử thách bài học và mối quan hệ mà bạn đã đồng ý trải qua để phát triển và hoàn thành sứ mệnh tâm linh của mình khi bạn hiểu và chấp nhận những hợp đồng này bạn sẽ có được sự rõ ràng sức mạnh và mục đích trong cuộc sống nếu bạn thấy video này hữu ích và ý nghĩa hãy nhấn nút thích và chia sẻ để lan tỏa thông điệp này đến những người khác đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo về các chủ đề tâm linh và phát triển cá nhân để tiếp tục khám phá sâu hơn về bản hợp đồng linh hồn của mình và nhận được những hướng dẫn cá nhân hóa hãy tham gia cộng đồng hội viên của chúng tôi tại đây bạn sẽ có cơ hội nhận được những tài liệu độc quyền và kết nối với những người đồng hành trên hành trình tâm linh hãy nhớ rằng bạn không đơn độc trên hành trình này chúng ta đều là những linh hồn đang học hỏi và trưởng thành bằng cách thấu hiểu và thực hiện bản hợp đồng linh hồn của mình chúng ta có thể cùng nhau tạo ra một thế giới tràn đầy yêu thương ánh sáng và sự thức tỉnh